Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, kể từ tháng 4 năm ngoái khi mà Nguyễn Phú Trọng bị tai biến ở đất Cấm Thành, Kiên Giang, nơi căn cứ địa cách mạng của nhà bà X Nguyễn Tấn Dũng, cho đến bây giờ đã là 16 tháng, người ta chỉ đếm trên đầu ngón tay về sự xuất hiện của vị lãnh tụ tối cao của đảng cầm quyền này trước màn hình TV mà thôi. 16 tháng qua, đất nước trải qua biết bao nhiêu là biến cố, vấn đề chủ quyền bị xâm phạm, bao nhiêu là vấn đề nổi trội bức xúc trong dân chúng, vấn đề sai phạm trong nghiêm trọng trong ngành tư pháp, đến đất nước đang lâm trọng bệnh bởi đại dịch virus Vũ Hán trở lại, làm cho nền kinh tế gần như kiệt quệ khi mà chính phủ lừa dân nhận hỗ trợ trên TV chưa xong đợt thứ nhất. Và tới lần này, ngoài vai trò lãnh tụ đảng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Nguyễn Phú Trọng còn đảm nhận thêm vai trò chủ tịch nước. Chủ tịch nước tốt sẽ luôn đứng cạnh nhân dân dù chỉ cần buông những lời vô thưởng vô phạt. Nhưng từ ngay khi đại dịch bùng phát đến nay thì chẳng ai thấy ông ta xuất hiện để động viên nhân dân vượt qua những khó khăn trong đại dịch virus Vũ Hán. Chỉ điểm đó thôi mà ông ta sống như chưa từng tồn tại trên đất nước này mà vẫn được hưởng hai lương béo bở nhất ở Việt Nam hiện nay. Có hay không với quốc gia không quan trọng, đôi khi sự tồn tại của Nguyễn Phú Trọng là một sự thừa bứa cho dân tộc Việt Nam. Nếu như Lê Khả Phiêu dâng đất Đài Biên Cương, dâng 15.000 cây số vuông vịnh Bắc Bộ thì Nguyễn Phú Trọng cũng chẳng thua kém là bao nhiêu. Việc mới đây Việt Nam đã trả 1 tỷ đô la cho Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhằm thỏa thuận chấm dứt và bồi thường cho họ vì Nguyễn Phú Trọng đuổi các doanh nghiệp này ra khỏi vùng chủ quyền kinh tế của Việt Nam vì áp lực của thằng Bắc Kinh. Và mới đây, giàn khoan nước sâu Noble phải nhổ neo về nước khi chưa kịp chạm mũi khoan xuống đáy biển ở mỏ Phòng Làn Dại, một mỏ thuộc chủ quyền và lãnh hải của Việt Nam, nhưng nằm trong đường lưỡi bò do Trung Quốc yêu sách. Nguyễn Phú Trọng một lần nữa đã chối bỏ chủ quyền Việt Nam ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo lệnh của quan thầy Bắc Kinh. Khi nhiều nhân sĩ trí thức lên tiếng đòi Việt Nam kiện Trung Quốc như tướng Lê Mã Lương trong vụ bãi từ chính, không ủng hộ thì thôi, Trọng đã xua quân tuyên giáo hạ nhục tướng Lương không thương tiếc một lời nào. Trọng còn lên diễn đàn hơn thua với tướng Lương là Tổng Bí thư không yêu nước à, Trung ương Đảng không yêu nước à. Một kẻ giáo điều hèn hạ tiểu nhân mà lại ngồi vào ghế quyền lực nhất Việt Nam thì quả thực là một tai hại. Mà thực tế tai hại khi chính ông Trọng thúc đẩy cho luật đặc khu thông qua nhưng bất thành bởi sự phản kháng mạnh mẽ của nhân dân Việt Nam yêu nước. Đáng lý ra đổ bệnh Nguyễn Phú Trọng nên cảm thấy sức khỏe không tốt thì nên từ chức lui về dưỡng già vì tuổi cao sức yếu. Nhưng không, một lần nữa ông ta xuất hiện nếu không vì công tác nhân sự, vì con đường xã hội chủ nghĩa. Một kẻ già lũ lẫn nhưng mê quyền lực đến nỗi chẳng thèm đếm xỉa gì đến nhân dân Việt Nam. Mặc dù đi đứng phải ngồi xe lăn, nằm bệnh viện nhiều hơn ở nhà và nằm ở nhà nhiều hơn ở cơ quan, nhưng ông ta vẫn chưa có dấu hiệu rút lui khỏi hai chiếc ghế quyền lực nhất Việt Nam hiện nay. Mà một mặt mở chiến dịch đốt lò rầm rộ để du ngủ một bộ phận nhân dân tin rằng ông ta minh bạch. Nhưng có ai biết những củi ông ta đốt chỉ là những cái gai trong mắt ông ta mà thôi. Chứ tham nhũng thì đệ tử của ông sai phạm rõ như ban ngày, nhưng chưa thấy một kẻ nào bị vào trong lò. Việc Nguyễn Phú Trọng vô liêm sỉ bất chấp trà đạp lên những điều kiện do chính ông ta đặt ra, đó là Tổng Bí thư phải có sức khỏe, mà ông cố giữ cái ghế không buông có một lý do duy nhất là Bắc Kinh không muốn ông buông bỏ quyền lực vào lúc này. Vì chưa có ai đủ trung thành và vô điều kiện với Bắc Kinh như ông Trọng hiện nay. Cộng thêm với bản tính là kẻ tham quyền cố vị nên ông Trọng tin mà chậm trễ ngồi trên đỉnh cao quyền lực, cứ thế mà chém gió về chủ nghĩa xã hội, mặc dù chính ông cũng khẳng định rằng xã hội chủ nghĩa là cái gì ông cũng không biết. Một kẻ vô liêm sỉ, vô đạo đức, tham nhũng quyền lực, bỏ rơi chủ quyền, trong khi nguyên thủ quốc gia khác phải thao thức,
chạy đôn chạy đáo đưa phương án chống dịch sao cho hiệu quả. Mấy nước họp nhau tìm cách chống lại sự bành trướng của Trung Cộng, song lại chăm lo đời sống cho nhân dân chăm họ ổn định. Ông ta bản thân thì tháo chạy trước đại dịch, mặc kệ cho nhân dân sống chết trong đại dịch mà vẫn ngồi được hai chiếc ghế nguyên thủ quốc gia, thì tôi hỏi tính người trong ông để ở đâu? Thưa quý vị và các bạn, tương lai Việt Nam đang đi trên một cỗ xe không phanh. Trong một chiếc xe đã có động cơ thì phải có phanh, một cỗ ngựa nếu như đã có roi thì phải có dây cương. Tương tự như vậy, bộ máy nhà nước cũng cần phải có hai bộ phận như vậy. Có đảng cầm quyền đưa đất nước đi di chuyển thì phải có đảng đối lập để hãm những chính sách sai lầm của đảng cầm quyền chứ. Đó là điều kiện cần thiết để đất nước tránh đi sai lầm, lạc hướng. Mô hình độc đảng Cộng sản Việt Nam nó đã biến cỗ máy nhà nước Việt Nam như một cỗ xe không phanh. Khi một chính sách sai lầm được đưa ra thì Tổng Bí thư này đến Tổng Bí thư khác nối tiếp trượt dài trên con đường sai lầm đó mà không có một hệ thống đối trọng nào có thể dừng nó lại được. Chỉ khi nào va vào chướng ngại vật làm cho xe lật nhào hết sạch năng lượng thì may ra mới có thể dừng lại được mà thôi. Và lúc đó thiệt hại cho đất nước thì cực kỳ là to lớn. Như ta thấy, kinh tế tập trung đã được Đảng Cộng sản Việt Nam áp dụng ở miền Bắc từ thời đất nước chưa thống nhất. Sau năm 1975, họ lại vẫn mô hình kinh tế bần cùng hóa xã hội này cho cả nước. Và kết quả thì sao? Miền Nam từ chỗ phồn vinh trước năm 1975, sau đó trở nên nghèo đói như miền Bắc, cho đến khi ngân khố trống rỗng, dân có nguy cơ chết đói thì cỗ máy ấy mới dừng lại với lý do hết xăng. Thực tế chúng ta đã thấy cỗ máy ấy đã đưa đất nước đến tột cùng của sự nghèo đói, rồi họ mới đổi mới. Vậy qua đây chúng ta thấy cỗ máy chính quyền Cộng sản đã lao đi trong một thời gian dài trên cung đường sai lầm mà không ai có thể phanh nó lại sớm hơn để hạn chế thiệt hại. Đó là cái nguy hiểm khôn lường của mô hình chủ nghĩa xã hội mà nhà nước độc đảng Cộng sản Việt Nam đang cố bảo vệ nó. Việc tranh chấp lãnh hải, tranh chấp đất liền với Trung Cộng đã xảy ra từ những năm 1960 của thế kỷ trước, chứ đâu phải bây giờ mới có, mà đến nay đã 75 năm cai trị, thời gian đủ dài để chúng ta đúc kết một kết luận, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ kiện người anh em cùng ý thức hệ Cộng sản lên tòa án quốc tế về chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Hoa. Lâu nay đã được phân định theo công ước Pháp Thanh. Giấy tờ hợp pháp thế nhưng bị lấn chiếm thì Cộng sản Việt Nam không bao giờ kiện, mà họ luôn giữ nguyên tắc nhường để mua sự yên ổn. Đây là chủ trương hiểm, nguy hiểm, nhưng nay đã 75 năm không ai cản nó được. Và cứ thế Việt Nam sẽ mất rất nhiều hơn nữa về tay của Trung Cộng, chứ không dừng lại ở những mất mát như hiện nay. Bạn và ông hàng xóm to xác đều sở hữu mảnh đất có chủ quyền từ cha ông để lại, ranh giới mỗi mảnh đất được ghi chép đầy đủ trên sổ đỏ của mỗi người. Thế nhưng vì lòng tham, ông hàng xóm to xác ấy lại phá bỏ hàng rào cũ và rời nó sang phần đất của bạn với mục đích lấn chiếm. Đứng trước hành động như vậy mà bạn kiện hay chấp nhận xé bỏ sổ đỏ cũ, làm lại sổ đỏ mới, thừa nhận ranh giới mà ông hàng xóm đã xâm lấn? Để trả lời câu hỏi này, một đứa trẻ con cũng trả lời được là bạn phải hành động như thế nào mới đúng. Thế nhưng thực tế thì Đảng Cộng sản Việt Nam không hành động đúng đắn mà trượt dài trên sai lầm đó từ đời của Tổng Bí thư này đến đời Tổng Bí thư khác, miễn sao giữ được cái đảng. Có quyền lực thì có tất cả. Rõ ràng chúng ta thấy Công ước Pháp Thanh chính là cuốn sổ đỏ mà cha ông chúng ta để lại, và Đảng Cộng sản Việt Nam đã không cầm cuốn sổ đỏ đó đi kiện mà chấp nhận xé bỏ cuốn sổ đỏ đó và làm lại một cuốn sổ đỏ mới có tên Hiệp ước Hoạch định biên giới đất liền, để thừa nhận phần đất bị chiếm là của thằng Tàu Cộng. Đây là một chủ trương vô cùng nguy hiểm, và chắc chắn với lối làm việc này thì sau này Trung Cộng sẽ lại đòi Việt Nam xé bỏ cuốn sổ đỏ mới bằng Hiệp ước Hoạch định biên giới đất liền đã ký năm 1999 và làm lại cuốn sổ đỏ mới tiếp theo cho những năm mới đây.
Sau hội nghị Thành Đô năm 1990 thì năm 1991 Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư. Ông ta bắt đầu tiến hành xé bỏ sổ đỏ cũ. Công ước Pháp Thành bằng vòng đàm phán song phương diễn ra vào tháng 10 năm 1992. Và như ta biết, đến năm 1999 thời của ông Lê Khả Phiêu thì hai bên đồng ý xé bỏ hoàn toàn cuốn sổ đỏ cũ và lập nên một cuốn sổ đỏ mới, Hiệp ước Hoạch định Biên giới đất liền. Tiếp tục sau đó là năm 2000, cũng Lê Khả Phiêu cho ký Hiệp định Vịnh Bắc Bộ. Và như thế là Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu đã đồng lòng xé bỏ hoàn toàn cuốn sổ đỏ cũ thành công. Như vậy, qua đây chúng ta có thể thấy rõ là những quyết định mang tính thiệt thòi cho chủ quyền quốc gia, nhưng nó vẫn xuất hiện và xuyên suốt trong nhiều đời Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mà bộ máy nhà nước thì độc đảng, ai có thể làm hệ thống phanh để phanh lại những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam đang trượt dài? Không có thực tế, đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam đang bị tống lên một cỗ xe mà chỉ có động cơ, không hề có một hệ thống phanh. Rất nguy hiểm. Vậy nên nếu không xóa bỏ độc tài đảng trị đất nước này, không sớm thì muộn cũng đâm đầu xuống hố hoặc úi đầu vào núi mà thôi. Chắc chắn không sớm thì muộn điều đó sẽ xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, lợi ích nhóm đang trận chìm xuống vụ án Bùi Quang Tín. Ngày 29 tháng 8, tờ báo Nhân dân cho biết vào ngày 8 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Cộng sản Sài Gòn cho biết đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo đơn tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của tiến sĩ luật sư Bùi Quang Tín, sinh năm 1976 tại chung cư ở huyện Nhà Bè, Sài Gòn. Họ nói nguyên nhân dẫn đến cái chết là do ông Tín tự treo qua lan can rơi xuống. Theo báo Kiến Thức thì khoảng 12 giờ 30 ngày 5 tháng 4, ông Bùi Quang Tín có ăn trưa uống rượu bia cùng với 8 người khác là lãnh đạo cán bộ chủ chốt của trường đại học Ngân hàng Sài Gòn tại một căn hộ ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn. Ông Trần Việt Dũng, viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế Đại học Ngân hàng. Sau đó, trong căn hộ chỉ còn ông Tín và Nguyễn Đức Trung, hiệu trưởng trường đại học Ngân hàng, còn ông Dũng chủ nhà thì đi ra ngoài. Và đến 17 giờ 30 cùng ngày thì người ta phát hiện ông Tín rơi lầu tử vong. Theo báo Thanh Niên thì ngày 10 tháng 4, bà Nguyễn Thanh Bích, vợ của ông Tín, đã có đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của chồng mình. Trong đơn, bà nói trước khi Bùi Quang Tín tử vong, ông bị nhiều sức ép từ phía ban lãnh đạo và các phòng ban nội bộ do có lợi ích nhóm và thường hay nhận được các tin nhắn đe dọa. Bà Bích cũng đưa ra những bất thường uẩn khúc từ việc kiểm tra hiện trường, khám nghiệm tử thi, v.v. Theo bà Bích thì ông hiệu phó đại học Ngân hàng Nguyễn Đức Trung nói là nhậu xong thì ông Tín về. Thế nhưng khi kiểm tra hiện trường, hai điện thoại di động của ông Tín vẫn để trên bàn, dép vẫn để trong nhà và khả năng ông Tín bị các đối tượng dìu đi trong tình trạng không tỉnh táo. Và theo bà Bích, nếu chồng bà tự sát thì phải leo lên lan can và thành lan can phải có dấu vân tay của chồng bà vịn vào để leo lên. Thế nhưng cơ quan điều tra không kết luận có hay không dấu vân tay trên lan can, mà nếu có thì dấu vân tay là của ai. Cũng theo bà Bích, tại hiện trường xảy ra tai nạn cũng như căn hộ của ông Dũng, cơ quan điều tra không thu giữ được mắt kính hay mảnh vỡ nào của mắt kính của ông Tín luôn đeo. Bà Bích nói chồng bà bị dị tật mắt cận nặng nên phải luôn luôn đeo kính. Vậy nếu ông Tín tự rơi từ phòng thì chắc chắn ông phải mang theo kính chứ. Có ai cận mà quên không mang kính mắt bao giờ chưa? Vậy thì sự nghi ngờ của bà Bích rằng chồng bà đã bị ai đó dìu đi hay dinh đi trong tình trạng không tỉnh táo là có cơ sở. Thêm nữa, khi khám nghiệm tử thi, bao tử của ông Bùi Quang Tín trống rỗng là điều bất thường. Bà Bích đặt vấn đề là tại sao chồng bà được mời đi ăn cơm trưa mà không có một tí gì trong bao tử. Vậy thực tế lời khai của đối tượng có mặt với ông Tín lúc đó là họ ăn nhậu. Thế nhưng ăn nhậu kiểu gì mà trong dạ dày không có một tí thức ăn nào? Vậy ông Tín đến gặp mấy người này để làm gì?
Đó là câu hỏi to tướng mà cơ quan điều tra không hề giải thích. Vâng, đó là những mâu thuẫn giữa lời khai và vật chứng mà ai cũng thấy rõ, nhưng cảnh sát điều tra, cảnh sát của Cộng sản đã kết luận ông Tín tự trèo lên lan can và nhảy xuống lầu. Một kết luận mang tính phủ định trắng trợn. Những chứng cứ rõ ràng và chỉ cần trắng trợn phủ định như thế là cho vụ án chìm xuồng một cách đơn giản mà không cần quan tâm đến sự phẫn nộ của người nhà của nạn nhân và người dân theo dõi. Những kẻ bị nghi ngờ sát hại ông Tín toàn là những người có học cả. Họ không dại gì mà ra tay giết người để phải trả cái giá để luật pháp đâu. Vậy nên nếu có ra tay giết người thì chắc chắn phải là những thế lực đảm bảo được luật pháp không đụng đến họ thì họ mới làm. Vậy thế lực đó là những ai? Chìm xuồng rồi thì sao mà biết được? Chỉ biết đây là một trong những vụ án nữa cho thấy rằng cơ quan tố tụng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng đạp lên những chứng cứ rõ ràng nhất để bảo vệ thế lực hắc ám của họ. Không phải mình ông Nguyễn Quang Tín chịu cảnh oan khuất, mà ông Lê Hải An, người có địa vị và quyền lực đáng kể trong chính quyền Cộng sản, cũng chấp nhận cái chết oan khuất như vậy. Sống dưới chế độ Cộng sản, không chỉ người dân thấp cổ bé họng bị oan như Hồ Duy Hải, mà cả những quan chức dám cản trở lại lợi ích của nó cũng bị trừ khử. Mức độ tàn bạo thì không một tổ chức tội ác nào bằng Cộng sản, kể cả mafia. Như ta thấy, nhóm lợi ích hình thành để trục lợi bằng mọi thủ đoạn, kể cả thủ đoạn gian ác nhất. Thực tế, các nhóm lợi ích trong Đảng Cộng sản Việt Nam nổi lên như nấm, và nó đã tạo ra lợi ích cho nó từ những bản án oan cho dân và thậm chí kể cả giết người nếu cần. Cầm đầu những nhóm lợi ích ấy tất nhiên là những con người có thẻ đảng, có cao cấp chính trị và hàng năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, mà lại có cách tìm kiếm lợi ích bằng những cách như thế thì còn hơn cả quỷ dữ. Có thể nói là để có quyền và có tiền, họ bất chấp tất cả. Đó là bản chất của nhóm lợi ích. Mà như ta biết, nhóm lợi ích lớn nhất, nhóm nào không? Đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhóm lợi ích Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhẹ lương nặng bổng, một trong những tử huyệt của thể chế Cộng sản Việt Nam. Mấy ngày nay, nhân chuyện bà cựu Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đặng Huỳnh Mai có đơn gửi Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc xin giữ lại căn hộ nhà công vụ mà bà được ở hồi làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dư luận bùng lên những lời chê trách bà Mai, trong đó không thiếu những lời thóa mạ nặng nề. Tôi hỏi một số bạn bè làm ở Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều năm từng làm việc dưới thời của bà Mai, thì anh em cho biết bà Mai không phải là người xấu, thậm chí là người giản dị, chan hòa tình cảm. Bà cũng chẳng thiếu thốn gì. Chồng bà vốn là tỉnh trưởng và các con của bà hôm nay đều khá giả, có vị trí cao trong xã hội. May là nhờ báo chí và dư luận lên tiếng, bà đã sớm tỉnh ngộ và xin rút đơn. Nếu căn cứ vào nội dung lá đơn gửi Thủ tướng CLMV Nguyễn Xuân Phúc mà báo chí thuật lại, thì bà Đặng Huỳnh Mai dính ba thói tật. Thứ nhất là tham lam. Bà thắc mắc cùng thời với chúng tôi, nếu công tác ở hệ cơ quan văn phòng, đảng hoặc quốc hội đều được hóa giá nhà, nhà nước bán hóa giá nhà. Chỉ có chúng tôi bên hệ chính phủ thì không có gì. Thứ hai là công thần. Đơn viết, thật ra suốt trong đời hoạt động của mình, tôi chưa hề nhận được một chính sách nào của đảng về nhà ở, đất đai hay phương tiện đi lại. Thứ ba là không trung thực. Bà kể tôi chỉ có một căn hộ đang thuê ở, tiếp tục làm việc và ở cùng với con trai, giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội. Như thế là kể nghèo, kể khổ để được chiếu cố. Sự thật thì bà đã có ngôi nhà ở đường Phạm Thái Bường, thành phố Vĩnh Long, mà chính bà tiết lộ mấy ngày sau khi bà quyết định rút đơn trả lại nhà công vụ. Bị báo chí bêu chắc hẳn bây giờ bà đã thấy hành động dại dột của mình, nhưng có lẽ hàng ngàn người khác, những người đã chót lọt, lại thấy đó là sự khôn ngoan, không bỏ của trời.
Và may mắn, hiện tượng này không chỉ lãng phí tài sản quốc gia mà còn là nguy hiểm hơn ở chỗ nó làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng xã hội, làm tan rã đạo đức của quan chức. Ở góc độ người nghiên cứu, tôi muốn tìm hiểu ngọn nguồn lạch sông của vấn đề, thực chất là đi tìm cái gì đã sinh ra, đã tiếp sức cho những thói hư tật xấu. Nguyên nhân quan trọng, theo tôi, ấy là cơ chế nhẹ lương nặng bổng. Nhẹ lương nặng bổng là một cụm từ để chỉ chính sách lương với quan chức trong một số thể chế, trong đó có chế độ phong kiến Việt Nam thời xưa. Xin giới hạn nghĩa chữ bổng dùng trong bài này, trong nghĩa này không phải chữ bổng ngày xưa. Nếu khi cũng để lương quan lại nghĩa là trả bổng, cho chúng tôi dùng chỉ bổng lộc nói chung, chứ thu nhập ngoài lương thì nhìn chung không cố định để phân biệt lương với lương cố định và bổng lộc. Bổng lộc của quan lại ngày xưa thì bao gồm các ban thưởng về của bề trên, kể cả việc nhà vua cấp đất ruộng có khi được hưởng tới nhiều đời con cháu, và các quà cáp biếu xén cảm tạ từ cấp dưới và của người dân. Khoản thứ hai này cũng lớn, chả thế mà quan tri huyện, tri phủ, bố chánh, tổng đốc đều chính trị nhậm, đều vùng dân số đông đúc và giàu có. Dùng cách nhẹ lương nặng bổng, nhà nước phong kiến chuyên chế đã mua chuộc và khống chế được hàng ngũ quan lại. Cụ Nguyễn Khuyến sống ở thời vua chẳng còn ra vua nhưng vẫn cứ đau đáu ơn vua chưa chút báo đền, cúi xuôi hổ đất trông lên thẹn trời. Cụ Nguyễn Khuyến trung quân một cách cứng nhắc, nhưng còn đáng quý chỗ là coi quan trường là chỗ cầu lợi. Người làm quan như thế không nhiều, số còn lại không kể số nịnh trên nạt dưới để nhặt nhạnh bòn rút. Đa số sống trung bình, coi bổng lộc là lẽ tự nhiên mà người làm quan được hưởng. Thời Pháp cai trị thì một mặt họ vẫn duy trì hình thức lương bổng cũ, nhưng mặt khác họ luôn cải tiến theo hướng ngày càng tăng về lương và hạn chế dần về bổng. Ví dụ như người Pháp cắt hoàn toàn khoản tiền trợ cấp thường kỳ cho các tôn thất triều đình Huế, trước khi số này vẫn được cấp một khoản tiền chế độ tùy ngôi thứ, ngay cả khi không tham gia một chức vụ gì. Sang thời chế độ của xã hội chủ nghĩa lại gần như quay trở lại với bổng lộc thời phong kiến, tem phiếu công chức, nhà nước chia thành 6 bậc từ cao xuống thấp, A, B, C, D, D, E. Trường tôi dạy chỉ có 2 ông phiếu D, còn lại toàn phiếu E. Tiêu chuẩn thịt của phiếu E là 0,5kg một tháng, trong khi phiếu D là 0,8kg một tháng. Chỉ một cấp đã chênh lệch đến thế, huống chi là tới 6 cấp, cho nên đương thời có bài ca: Tôn Đản là trợ vua quan, Vân Hồ là trợ trung gian nịnh thần, Bắc Qua là thợ thương nhân, Vỉa Hè là trợ nhân dân anh hùng. Tuy nhiên về cơ bản tem phiếu cũng là lương, tính chất bổng lộc chưa lớn lắm mà, và dù có bất bình đẳng nhưng nó được thể chế hóa một cách chặt chẽ. Còn ngày nay cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì nó tù mù và rắc rối vô cùng, và chứa bao nhiêu là khoảng trống, có thể vận dụng thế nào cũng được. Rốt cục hiện tượng nhẹ lương nặng bổng, trong đó có cơ chế xin cho, bây giờ mới thật sự có đất sống. Bổng lộc thời bao cấp ít nhiều còn mang tính chất tượng trưng, còn nay thì rõ hẳn tính đặc quyền, đặc lợi. Ở đây chưa xét những ông quan lợi dụng chức vụ để tham nhũng, mà chỉ nói những khoản quan chức được hưởng theo chính sách. Ví dụ, người ta chọn một vị trí đắc địa nhất của thành phố rồi chia lô, phân cho các quan chức tùy theo thứ hạng. Ở nhiều tỉnh thành, dân gọi những thành phố như thế là phố quan hay phố cướp. Cắm xong, sang tay luôn cũng có ngay tiền tỷ, còn để ít năm sau thì có thể trở thành đất vàng, đất kim cương. Ngoài đất còn biết bao nhiêu bổng lộc khác, như các khoản chi cho học tập, đi lại, khám chữa bệnh. Có lần chúng tôi vào thăm một thân nhân của một bệnh nhân tại bệnh viện 108 mà chức của ông ấy chỉ có ngang hàng bộ trưởng hoặc trên một chút. Thấy riêng về không gian đã gồm 4 phòng, một phòng điều trị để bác sĩ đến thăm khám, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn. Tất cả chúng tôi quặn lên một nỗi đau khó tả.
ở đây thì quá thừa, trong khi chỗ chữa bệnh cho dân thì quá thiếu, ba người nằm chung một chiếc giường cá nhân. Riêng tôi còn nhức nhối một vấn đề nữa là đặc quyền đặc lợi như thế bảo ai không ham quyền lực. Tôi lại biết có một huyện nọ, cứ trưởng phó các đầu ngành khi về hưu là được biếu luôn các vật dụng trong phòng của mình như bộ salon, giường tủ. Tôi hỏi một ông thế thằng mới lên lấy gì mà dùng, đáp, ơ nó sắm bộ mới chứ, nó chỉ muốn đẩy bộ này đi để sắm bộ mới cho đẹp hơn, rồi đến lúc nó về nó lại được bộ ấy. Hiện tượng này chắc hẳn không phải là cá biệt. Thật ra, hồi bắt đầu phong trào đổi mới tư duy những năm 1987 đến năm 1990, người ta đã đặt lại tất cả các vấn đề, nguyên tắc là phải cắt bổng lộc. Tất cả những mức sống và chi phí công vụ của công chức nhà nước tính vào lương. Ví dụ như một số cán bộ trước kia tiêu chuẩn xe con thì nay chế độ ấy trả cả cho anh ta vào lương. Anh thuê xe hay mua xe, thế nào là tùy của anh, không dùng xe công thì đưa đón hàng ngày, ngoại trừ số ít, một số cán bộ cấp cao cần đảm bảo an ninh. Thế nhưng chỉ được mấy năm mọi việc lại đâu vào đấy. Nói dài dòng như thế để thấy sự đệ đơn của bà Đặng Huỳnh Mai. Trong đó bà thắc mắc với quan chức bên đảng và bên quốc hội, không phải là không có lý, chính đáng. Nhưng nếu chế độ bổng lộc cứ theo hướng đó thì nhà nước sẽ giải quyết ra sao? Có hai cách, hoặc là phải mở rộng thêm diện áp dụng chính sách ưu đãi, hoặc ngược lại phải thu hẹp và tiến đến xóa bỏ. Hướng thứ nhất thì ngân sách nào chịu cho nổi, và nhất là tạo ra sự bất bình đẳng ngày càng lớn, sự rắc rối bất khả giải quyết càng lúc càng nhiều, và hệ quả là không những tiền của ngân sách lãng phí mà cán bộ càng thêm hư hỏng, nhếch nhác tư cách. Hướng thứ hai là hướng chung của các nước văn minh. Ông Obama rời Nhà Trắng tay trắng, tất nhiên còn cái lương hưu, nhưng đó không phải là bổng lộc. Hãy tính tất cả vào lương, lương lúc tại chức và lương về hưu cũng cao để cho quan chức khỏi phải lo lúc về vườn. Lương thủ tướng, chủ tịch nước là dẫu sao cũng là cao ngất, thì cũng không lãng phí bằng được cấp nhà, đất về hưu vẫn tốn thêm 5 đến 6 suất phục vụ. Thủ tướng Ba X Nguyễn Tân Dũng khi rời chính trường có một câu nói đáng suy nghĩ, dáng làm người tử tế. Câu nói hàm một ý là tiền giả định, là khi tại chức có lúc đã không tử tế, còn từ nay sẽ quyết tâm tử tế. Tôi nghĩ đó là một câu nói chân thành và đáng trân trọng. Chế độ bổng lộc làm tha hóa quan chức trở thành một trong những tử huyệt của chế độ. Vì chính sách bổng lộc, bà cựu thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai vừa rồi suýt nữa đã có một việc làm không tử tế, nhưng báo chí và dư luận đã giúp bà nhanh chóng tỉnh ngộ. Tuy nhiên, trường hợp này có lẽ là trường hợp cá biệt. Hãy tạo điều kiện cho quan chức sống tử tế cả khi tại chức lẫn khi nghỉ hưu. Thế thì phải cắt mọi bổng lộc. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.